Yo và xin chào mừng em trở lại với channel của Lộc nha mọi người ơi. Và như anh em đã thấy, đây này, hôm nay tôi đã gạ được con gà dưa hấu power anh em ạ. Đấy. Tôi hôm nay sẽ gọi là rủ hấu chơi cái kèo 20k Robux. Đấy. Nhưng mà với thể lệ là chỉ là random. Chứ bây giờ anh em nghĩ xem, con gà như tôi mà bây giờ solo PVP với thằng cu hấu chắc là nó đánh cho tôi tòe mông anh em ạ. Đấy. Thế nên, hấu ơi, hôm nay làm quả kèo random 20k Robux chơi không em? Ok anh, nhưng mà Nếu bạn chưa biết mua Robux tại đâu ư? Hãy tới ngay shop roblox.vn nhé các bạn. Shop có đầy đủ các loại dịch vụ từ cày thuê cho đến mua bán Robux. Đấy. Chỉ có thể là tại shop roblox.vn nha mọi người. kèo trước chưa trả mà kèo này muốn có double lên à, À, căng đi anh. đúng rồi Thôi em. trả em kèo cũ đi chứ kèo double À, lên là thua, kèo này là hơi bị đậm đấy nha, kèo không này không chơi nữa sao. hơi bị đậm đây, Mày đã thấy thấy anh chưa? thua, mày đã thấy anh video anh thua cả anh TJ, thua cả anh Minh Mama chưa hai em? Anh còn chưa sợ em à? Thế à, robux nhiều thế nhờ. Thôi em thấy anh chuyển em sẵn 30k hay là 20k vô cho em À, luôn đi, thằng gáy nào nhờ. trả thua đúng không, thằng nào trả thua thì chuyển trước đi nhờ. Ai, cứ gái đi em Trời ơi, 30 chưa phải là ơi, Tết mà ở em. solo gì? Trời ơi, quanh à, đọc cái tên của em chưa? Em mới đổi cái tên mới đấy. Đọc cái À, tên của em là nhìn là sợ gì, mới đâu dám rủ solo đâu. Cái gì một mới rủ chơi nhân phẩm, random thôi DF anh biết, anh coi video mày săn gọi là gì? bounty thì thôi anh cũng rén, thực chất là anh tha cho mày chứ bây giờ dạo này anh gọi là test được những cái combo VIP lắm nên thôi không sợ, tha hiểu không? Ê, Đây kèo hôm nay là bao nhiêu robot nào? kèo Nhất hai trí chục tôi k đây. đi mua đồ lý mịch tịch rồi. Dạo này em không có đồ đồ điếc gì hết. Ẹt cũ mắc rồi. Ẹt cái mới mua ít đồ lý mịch tịch rồi. Xin anh lọc vài chục ca nhờ. Phải chục Đốt cả kèo này gì là chuyển khoản nha. đốt kèo này là Rồi. tinh tinh luôn em ơi. Nhờ là ông đơn phong bán này đúng không? Đúng rồi Em mua chắc chắn và là anh thua em luôn. Không thể nào thắng được. Hôm qua em mới alo cho admin nó biết code dạy em. Mỗi lần em random con này, thằng con này là luôn luôn DF 1 trên 1M. Không bao nào, không bao giờ random gây trái bom luôn. ui Hứa. em quen Ghê không? admin xong nhờ admin viết code luôn, Đúng rồi. thế Bởi sao vì nó nick của em bị bay bởi em? thì đó kêu nó viết code hoài bởi vì ẹt mới ban anh. Bảo vệ Ok. dụng. Chứ có bài là gì đâu. Được Tại được nhớ được. nó bảo vệ dụng quá, nó ban em luôn anh ạ. À, À. Ê bây giờ là chúng ta là chơi con này đúng không? Bây giờ ai random trước? trước khi ra đấu trước thì bây giờ anh nói qua cho em nghe thể lệ của hai anh em mình chơi nha. Đấy. Đầu Ok. đầu tiên thì hai anh em mình cứ random. Sau khi random xong thì hai anh em mình sẽ qua đảo Middletown và show xem ai sẽ là người trả quỷ giá cao hơn nha. Và ai giá cao Ok. hơn người đấy thắng. Và Đúng rồi, ok luôn. khi nào mà ai đạt đến số lượng đó chính là thắng 4 trái là người đấy chiến thắng nha. Không phải là dẫn trước mà là miễn là ai thắng đến trái thứ tư trước là người đấy thắng á, hiểu không? Rồi, ok. Đấy. Thôi Thế thì là anh random ra trái nào mà dưới 1M là anh thua em vô đó đi. ơi Anh là random là luôn luôn trên 1M. gãy Đấy. thế nhờ. Ván Hay. ván này mày thắng anh cho mày thêm 50.000 ok chưa, cho mày tiền sáng. Thôi À, 50.000 rồi Robux đi, để em đi bán à, luôn thôi em nhờ được rồi được rồi thôi đây bây giờ thì random thôi nhỉ, thôi kính lão đắc thọ nên anh nhường mày gọi là random trước em ơi. thôi anh chủ kênh này anh canh đâm trước À, đi. à mày không biết à, bình thường anh TJ toàn phải để anh ra đông sau thôi, ra đông trước toàn thắng Thôi không mà nhưng em. mà em nhỏ em nhờ anh canh đâm trước luôn đây. Được, Để anh mình sẽ cứ ra vào. đông. Ui rồi trái này bao win anh em ạ, à, thấy chưa, ván này đúng ván đầu tiên thôi Ai đã của ra em trái như này nha. rồi. Ok em ra đông đây em. Ai hơi. Nhìn cái trái này. Nó lại trên 2M anh à. Ui trên 2 mét Trên à. Đây, 2M anh là có trái đo, anh ấy dẫn mày qua Middletown bằng tàu siêu tốc nè. thế à. À, Ai đâu, qua trái của đây. em á, là nó khoảng trên cũng xương xương à, trên là dưới trái gần thôi anh ạ. À. Tất Ui. nhiên là nó sẽ trên trái bom, nó sẽ dưới trái gần thôi À, thế à, đấy. thế thì anh Thì lại tuyên bố cho mày một câu, trái của anh cũng hơn 2.000 rubik luôn nhá. Ôi trời. thế à, 2.000 robux là bao gồm những trái nào nhờ, để kiểm tra coi.
Angry Bird Burger, những trái như là Phoenix, Phoenix nè, trên 2.000 US mà như là Gumball, Gumball trở lên. Ôi, kèo này căng nha. Hay anh sao đẹp trước đi. Thế thì phát này Hay có anh chơi sao thêm vui vẻ một cái đó chính là nếu nếu ai trá quỷ nói chung là tăng thêm tổng giải thưởng, nếu mà phát này ai thắng thì người đấy tăng thêm ít Robux không? Dám mong em. Chứ anh nhìn ván này thắng chặt quá. hồi trưa em còn mới cái bộ quay cho mấy đứa, không lẽ em không chơi với anh. Thế À, anh muốn được thêm bao nhiêu nào? nói chung là ai thắng trái của người đấy thắng ấy thì bao nhiêu Robux thì người đấy sẽ được thêm bằng cái Robux, ok không? À, ok luôn, Được điểm luôn. luôn. Bên Chắc anh đếm chắn đến em 3 xong rồi. xong hai anh em cùng sâu nhá. Rồi, bật. 1 2 3. Ui trời ra bão. Ui cái con đùi gì vậy? Thằng này nó hack game chắc luôn. Anh em ạ, thằng này nó hack game chắc luôn. Ui. Ok. Anh ơi, không biết là trái của em cách anh là trái bao nhiêu nha. Ui. Trời, nay trời sương sương, trái của em là bao nhiêu ly ta, trái này em không biết anh ơi. Giờ trái sạc, trái bơi num nào đúng không? Trái Ui, của em là hai nghìn Venom bốn là trăm năm mươi 2.450. Robux này, trái của Nếu anh là có 2.200 à, là cách nhau 250 Robux anh ạ. Nếu mà nó Ngoài thắng cái này là nó được thêm 2.450 Robux, anh cảm thôi xong rồi, không được rồi, đắp chiếu rồi. Ây, ây rồi, cái này nó hơi bị chắc luôn. à. Đây, nếu mà em thắng thì để qua trả quỷ qua bên này đi. Đấy. Nếu mà Rồi à, em mà thắng đến ô thứ tư này trước thì là em thắng. Nếu anh đặt đến 4 ô trước người để ok thắng. Đây, em vứt rồi, đây đi. Đấy. ok, Ok, căng chung là thôi. Ui giời, thôi ván đầu tiên thì anh nhường ấy mà em, tại vì em còn nhỏ chứ phát đấy anh tính ra Dragon cơ. thế à, trời à, ok anh, ok, cần thế nhờ. Bây giờ qua nick phụ hai anh em mình ra đơn tiếp thôi em, đi thôi. Cô nha, cô nha. Ok. Ok mọi người ơi, đến ván thứ hai này, nhìn phát này nha, tôi đánh cu hấu tè mông này, ván trước là tôi nhường nó chút, nó gáy quá anh em ạ, à. Gây thật chứ. Ok kìa, em bảo là em ganh đâm auto lên một mờ à. Mới có lại có Ừ. em vô tình biết cho em thôi, sao em biết được. Nãy em Đấy, bây giờ ganh đâm tiếp đúng không? đúng. Ok, Nãy anh ra đâu thế lần này chơi? đổi đi, lần này đem ganh đâm trước cho. Ok. Bắn Ok, trước em tôi gần ra đâm trước bao mà nó cho. ra Venom thì chịu rồi anh em ạ. Ghê quá. Trời ơi, sao tiếc thế nhờ, lần này lại hắn rồi à. À, lại thắng rồi. Ơ kìa. Hắn Rồi, rồi. nhìn tôi random nhất chỉ là một lần cho anh em Ok, coi này. ra đâm đi, em qua trước đi, em còn thắng sớm anh à. Em đi qua bệnh trước nha. Anh có À. xe đo không? Anh có xe đo không? Anh nhìn phèn thế chắc không có đâu, để tự bơi Ok. qua. Nhìn anh phèn lắm. Đây, tự bơi qua anh cho nó để nhanh. Thôi, anh đi thuyền cho nó nhanh em à. Hơi vào hai game lại hắn rồi, tiếc thế à. Ui, ra trái này thì nó cũng gọi là tỷ lệ thắng 50-50 anh em ạ. Thì Đấy. em bơi qua cho nó nhanh anh, nó đó mà còn spam huyền nữa. Trời Em bơi qua cho ơi. nó nhanh, Thôi em. không biết bơi à. Trời ơi, Không. em không biết bơi. Anh gọi là già tuổi Ơi, rồi, bơi là dễ đắp chiếu, ốm đấy em. cái trái của em hồi nãy, cái trái này của em nó cũng kế cái trái này nè, kế cái trái tím tím này Cái kết cho tí tí nè. mà. Kế cho Gáy thế nó nhờ, để tôi coi. đây, Cái trái này kế của kìa. em thì nó dưới trái gumball Dưới à. trái Rumble Phoenix. Thôi đã rồi, trời ơi, đem đi nha. À, thế tôi biết nó ra trái gì. Ơ kìa. Sao thằng này nó. Em nói rồi, em chỉ gan đâm những trái 1 mét trở lên thôi. Anh phải gan đâm trái 1 mét Ôi trời. hoặc là hơn 1 mét thì cơm ăn còn ăn, chứ mà anh gan đâm dưới 1 mét là auto thua. Sao mày ơi, hình như trái đó hình như nó thua đúng không ta, Ừ. quên Đậu nhớ phộng, trái tôi đó nhìn tôi biết hình như tôi thua rồi đó. Đậu phộng nó thua chơi. ra. Em nói rồi, em biết có thế này anh chịu sao nói. Hai Ôi gao rồi. anh ơi, kiểu Căng này ba phết chục nhờ. ngàn robux nó Đây về đây cũng cũng này. nhanh nhờ. Của em đấy. Úi rồi. Thôi Còn tình hình chưa này là không ăn ổn rồi anh em à. Tình này anh chắc ơi, là anh em hai gao rồi đấy, mà anh em hai gao rồi đấy, anh chết rồi. hai gao rồi đấy, Anh em hai em gao rồi đấy. chắc phải ship tôi bình oxy rồi, như này thở không nổi rồi anh em ơi. Thôi em à, 30 chưa phải là Tết, mày phải thắng có 2 trận mà đã gáy rồi em. Rồi rồi, ok, mình sang ngày tiếp theo đi nhỉ. Ừ. Đấy. Sao thằng này nó sung thế nhở? Ừ. Ây dô mọi người, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi game thứ ba thôi. Hầu nó gáy ghê quá anh em ạ, à. Nó thắng tận 2-0 rồi. Ok.
chứ còn câu 3, câu 4 đó em quên rồi, em lấy mớ robot vàng GA rồi mua em bát đồ, mua đồ lý bình tịch đồ, thì đường nào chịu cho nổi anh, chơi sớm sớm chứ. Hay em random trước luôn à, rồi anh Gay ghê random thế đi, nhỉ. hồi nãy em random rồi, bây giờ tao ăn đi nha. Ok, thế để anh ra đông Rồi anh trước random cho mày trước sợ đi. này. Anh chỉ làm một lần duy nhất thôi nhá, không làm lần thứ hai đâu. Ok. Anh em thấy không, tôi đang xài trái gì nó ra trái đấy. 10 điểm cho trái này. Tôi đang xài dragon, nó Phải ra dragon phải luôn ạ. À. Căng thật chứ. phải hỡi Ôi giời. à, tao nói với tụi nó hơn hơn Hên con đếp cơ. bên M, quá nãy Thế đếp này cơ. chết, đếp này chết 3M luôn mấy cây chứ, Ôi chết 3 mét con này luôn. đếp 3M Ôi anh thôi đi, 3 mét, anh chịu nổi anh 3 thôi, mét đi anh rưỡi bơi đi luôn anh em ơi, ơi. thôi Thôi. thôi nhảy đi anh chứ. Mình bây giờ mình có công phu mà anh chứ, đừng có ai mình. Ôi Ok, sao công phu bên ẹt của em nó hơi xa đi nhờ. Đấy, rồi, không có showroom luôn, chết rồi, rồi. buôn buôn anh. Công phu quỷ bắp về. Rồi, Sẵn đếp của em sàng là gọi là đếp V2. Đó, chưa? V2, V2. rồi, sau đây. Anh cũng có V2. Ờ. Đúng rồi, đếp của Đây. em là gọi là hàng xịn. À, anh Như là sâu những trước cho cái mày thuộc sợ nha. dạng là Legendary. Dạng Legendary đến đâu? Legendary. Này. Thế anh sâu trước đi nhờ. Sợ Trời chưa? ơi. Hay anh chuẩn bị thua à, đợt đầu em đã nói rồi, em chỉ random một là trên một mơ thôi. Đây, vậy em gọi là ra gần V2 luôn chứ không phải V1 bình thường nữa. Nó ra là dạng V2 luôn. Ui, nó gáy anh Hay. em ạ. À. Ui, thấy không? Ui. Tại bên anh là nhìn không có aura thôi, chứ bên màn hình em đã có aura V2 á. À thế Tại à? là nó bị lỗi gì đấy. Ôi em ơi. Như Đâu? bên em là hay có aura V2 rõ ràng luôn. Đâu đâu đâu, mày vứt. Đấy. Ui em ơi, cái trái này là mày thua mà. Đây, trái mày thua thì phải vứt bên này, vứt Hay lộn em rồi vừa em. mới vô máy đâu mà anh À. nhìn rõ Ừ, lẽ trái này, trái em hơi bị to, trái này trái to thật em nó đấy. tên là Ui. bom ấy, Bom đẹp là gà. legend Legend anh. gà. Đúng rồi anh, hỏi anh À. bây giờ anh hỏi mấy anh em trên kênh đi, trái này thuộc dạng là legendary rồi, ai Ui random ơi. cũng được Anh em thấy không? đấy. Quả cái trái Legendary này của nó căng thật đấy anh em ạ. À. Có 5.000 belly với lại có 50 Nghe anh nè, robot đúng rồi, nó còn đặc biệt là chỉ có đúng hai skill thôi mà rất là dễ cày, một skill là một mastery, một skill là 15 mastery, quá là dễ Em gian trí những à, bạn những sở nhưng mà nếu mà chúng ta hữu. chơi cái gọi là về độ so sánh trái Legendary là em thắng rồi đấy, nhưng mà rất tiếc Đúng là rồi, chúng ta chơi gọi là mày giá thắng của ai cao belly. hơn. Ok, thế thì bây giờ anh em qua game tiếp theo đây nhỉ, em nhỉ. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với game thứ tư thôi em ơi, thấy chưa? Game trước mày gái đi em. Ôi trời ơi, ra Trời bom ơi, luôn. có gì đâu anh. Rồi, bây giờ game thứ tư là mì căng, bây giờ gánh đúng nè. Cho mày ra đôm Sợ trước đây gì em. nha. Ok, gánh đúng thì gánh đúng chứ, sợ thì mới hôi có con ra của anh đây. À, Xoài, 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 cái này cũng được, cái này tạm được. Cái này nó tạm được. À. không gáy to như hai game đầu anh em ạ. Rén rồi. Ui rồi. Rén tí thôi, cái này nói chung thì tạm được, nhưng mà để mà nói ăn anh thì vẫn được. Nó hấp nhưng mà muốn ăn anh thì nó vẫn vẫn được, nó trong tầm tay đấy, cái này là ok Mày em gái ghê đấy đấy em. đấy. Anh lại tuyên bố Chứ anh trong đi kinh công qua đi anh, nó đó anh đi hiền nữa hả. à, Trời ơi không, anh hay, solo gọi là quen đi thuyền rồi em. Anh bị lây trời cái tính của anh ơi TJ rồi em. thế à, đi hiền em thấy chậm không, em cứ lướt lướt qua là xong rồi này, ai anh đâu đi hiền đâu, lắc lề cầm lề. Xong xong rồi lúc lại trả vờ. Ôi ơi anh ơi, em bị Ê, ngã chết rồi, mất trái quỷ rồi, rết em trời lại đi trời anh. trời 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 Ý trời, em giời. làm gì có che, em làm gì có che quý mà mắt anh À, thế thì đấy. bây giờ mày sẵn sàng sâu trái quỷ game 4 chưa? Cho mày coi, Rồi cho mày vào đây mày coi lại trái của em đi. Anh nhìn là biết game này anh thắng rồi. Anh trái đắt tiền máy phết đấy. máy của em á, là cho anh biết luôn nè, trái của em trên hai gì, trên một kill chắc chắn sẽ có một skill Mày nói thế cũng bằng tí thử luôn. ấy mà. Thế thì anh lại tuyên bố cho mày một câu, trái của anh 4 skill. Rồi anh À. 4 kill là trái của anh là hơn em, trái của em 2 skill đó. À. À đâu, sâu ra thế nào đâu, để anh đến 3 này. 1 2 3. Ui sao bị ke. Ui anh cảm thấy không?
những cái phần gà gáy game trước nó ra sao anh em ấy, game trước cả ra bom, game này ra spike. Ôi trời ơi, tưởng như nào anh em ạ. Anh ga tổ mấy cái cồi cồi không à, em ga nè, quét nè, đi năm này, Ôi đây hàng triệu, tính hàng triệu không tính à, hàng ga triệu, ke gâm si đao á, sao đi quá nhưng mà anh rồi. vẫn vẫn còn là hai đều em ạ. À, Ok, thế thì ok, rồi, tới thôi không em. nói nhiều. Ok em, và bây giờ thì hai anh em mình chơi game thứ năm thôi. Ui rồi ôi, anh đánh giá là sau hai game vừa rồi là hơi non em nha. Ok, đây là rau Thứ hư thứ mấy nhở, thứ tư, thứ năm rồi, năm ok. em à. Bây giờ là nhờ anh hai rau cho Ấy, cái hai đều hai chứ đều. anh làm sao mà hắn gọi em Ê, cái bây giờ anh đều ra đốp trước mày này. ok luôn rồi. Ui ôi, trái này bỏng tay lắm nha em. Ui rồi ôi, trái này Trời ơi, trái của em cũng hơi bị bỏng tay á, trái này là à. bỏng hơi gắt luôn á anh à. Ăn Trái này trái mà cầm nhẹ lên cái là bỏng tay luôn, không ăn được đẹp luôn. không ăn được đẹp luôn Không ăn được à. luôn ấy, anh nhìn thấy kinh khởi chưa? Bỏng Trái này tay chắc là trái này hơi bom bị bỏng tay đấy, anh đừng có cầm nhá. không? Anh bỏng cầm lên thì bị tay, bỏng bỏng tay như tay em ấy. chắc là bom cái Trời ơi, bom sao bỏng tay được, bom sao có lửa mà bỏng tay anh, trái này ôi. hơi bị lửa lửa ấy. À, trái lên lửa thích phần lên đúng Lửa không? mới bỏng tay chưa? À, lửa bỏng mới bỏng tay, tay được chứ anh. ui bỏng tay chắc phải lên gì đâu ông vô Trời đây. ơi. Ê, Ai. Ai bỏng tay liền. bỏng Bỏng tay tay liền. Bỏng tay. Rồi này ok. À, rồi số đề bali của trái này là nhiêu ta? Ok, trái này hiện không có bán luôn, không bán luôn. không bán luôn. Ê, bây giờ anh Đúng đếm đến rồi. ba nhé. Rồi. Một, Hai. hai, ba. Ba. Ui Ok. em ơi, Chắc khói khói ôi ôi hơi hôi cái tay thôi chứ không có bỏng anh ơi, ôi review anh tí nữa mà căng quá sầm mốc một rồi chơi rồi với sao kỳ gì vậy. À đâu không lộn, mày cái đó không luôn lộn, cái này gọi là cái chó đó luôn đỏ, không chó đỏ chó lộn, đỏ à rồi kỳ gì à băng rồi lộn. băng hai cái gì Ê, băng đúng rồi rồi chơi chơi lộn. game mà không nhớ tên giặc của người ta nhờ sao kỳ kỳ vậy Không sao, đoạn này chắc là anh quên quên anh lỡ cắt thì cũng được, nhưng mà thôi không cắt luôn đấy, chấp. Ui thôi ba hai rồi, tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là một ván nữa ấy là số rubik và tay tôi là hơi nhiều và nhen 20k nhen. à, em không hiểu gì lộn lộn em không hiểu gì ngoài hiểu robot anh ạ ở nhà Thế em thì nhà em không hiểu gì ở lộn nhà em dơ lắm đi robot dơ lắm thế thì anh lại nói cho hiểu mày thế nào nghe nhưng này, mà cái việc mà anh lấy được hay không đó là chuyện khác cái chứ không gì anh cũng thôi là thiếu chạy keo nhé, chứ gì anh rồi thiếu thì ở đây thiếu, mình chứ tiền là anh không thiếu. À, tiền không hiểu cho em xin 10k nữa buổi trước anh à thế thì ơi ông xin xin 10k ván trước thì bây giờ mày cứ thắng anh thêm hai ván nữa đi rồi tính em à. Rồi ok anh em mình sang ván thứ sáu đi nhờ. Ok em, và bây giờ chúng ta sẽ đến với game thứ sáu thôi anh em ơi. Ui rồi ôi, tôi là tôi cảm thấy cái mùi 20k Robux của tôi gọi là nằm trong tầm túi của tôi rồi anh em à. Trời, vậy sao vậy sao? Đúng Nãy giờ là rồi, em nhường anh thôi chứ em nhường không à. nhường. Bây giờ lạc này là em viết code cho nó này, lạc này auto gun đâm K1M. Viết Ok code chưa? cả Gan theo. thế Cái nói thế chung là cái nói chung là cái game thứ sáu này á anh không gan đâm ra được trái nào trên 1M auto anh thua. Ok chưa? auto anh thua à, Đúng rồi. cái gì đấy. Đấy, em Rồi gan đâm trước cho anh ghi. Đấy, vậy anh ok trước random được đi. chưa? Đây. Rồi, ok ra anh ạ. Được rồi. Ok. Ôi, Đấy. anh em ơi, sao phát này nó Game khiêm dễ tốn thế lắm. nhở? Kiểu kiểu Được. nó không có Nói gáy chung gì. là không gáy nhiều. Chúng ta chỉ cần qua bên phía bên kia hiện đẹp lên là đủ biết cái độ viết code của hấu trong cái game Vlog này như thế nào Thế thì rồi. anh lại tuyên Ok bố cho mày nghe một câu nhé. Thế game này mà có trên trái Phoenix không? Nếu mà dưới Phoenix thì thôi khỏi nha em, anh thắng rồi. Ôi thế rồi, à, thằng đúng căng thế, rồi. anh là có trái phượng hoàng luôn à, Đúng rồi. nhưng mà trái của em là anh hơi nặng đó, trái Hơi của em là nặng. hơi bị nặng đó, Nặng nặng là đô đó nha. nặng đô. Trái của Thôi. em là hơi nặng đó, trái của Nãy em là không phải ai cũng chịu được đâu. anh vừa thấy là nãy lần nào mày ra đông ngon mày cũng gáy to lắm, bây giờ tự nhiên mày không gáy sau khi ra đông ra này thì anh thắng chắc là hơi cao. Ui rồi Trái của em là 2, 4, 5 skill.
Cháy anh bao năm nhiêu skill? skill ở đâu để anh coi xem trái của anh bao nhiêu skill nhá. Cháy của em là có aura đàng hoàng nha, aura nhẹ nha, phát sáng nhẹ Trái nha. của anh cũng năm skill cũng hơi aura em, mà nó lại còn Ok, biến hình được vậy thôi anh cơ. em mình cùng solo nhẹ cho nó ấm lòng À, nào. đâu anh đếm Ok. nhá, Rồi. một hai ba. Trời Ừ, ơi. Trời trời anh trời, trái em thấy trái em nó hồng hồng không? Cái cuống hồng hồng cũng giống trái gừng của anh đấy. Nhưng mà có điều trái em có thêm quả aura nhẹ nhẹ phát sáng nữa. Thôi anh đi qua đây anh để xuống cho anh giúp em nha. ván Trời này ơi. mà, chứ anh mà thắng thì mọi người lại Trời kêu anh trời, dàn xếp kết trái này quả buồn thấy lắm. không, trái này hồng hồng nè ha, cái trái này nó cũng tím tím nè ha. Tôi Nói để chung ý là ông là bà khôn ba đi. lần nó thắng tôi mét, toàn trên 1 mét anh em bạn nhìn này. Đấu Đấy, phong căng nhở, nhìn là ghiền liền, nhìn là ghiền ghiền nhở. liền. Anh thấy lại không, em là không có pha nào là thắng anh dưới một mờ đâu. Bây giờ chúng ta chuyển sang ngày thứ Ui bảy đi nhờ, ơi, lộng lộng gao thứ bảy để ừ, ván quyết định chơi à. hai lần Ui đầu tiên ôi, đi. Trời thế nhìn ơi. là biết anh thắng rồi còn gì nữa. Ôi rồi. Rồi ok, bây giờ qua game thứ bảy nhá. Ok, và bây giờ là trận chung kết của tối hôm nay anh em à. Liệu tôi hay là cu hấu chú gà sẽ là người chiến thắng đây anh em? Tôi Ôi thề với trời anh ơi, em. gà cái gì, gà mà không ngủ người ta solo PVP mà gà mà không ngủ người ta canh đúng là thế nào nhờ, Em à, thế kỷ đúng mới chưa? rồi, bây giờ ai còn chơi PVP nữa em? Ôi Trời ơi rồi trời, mấy đứa nó vô PVP quá trời ganh, nó còn bật hack lên mà đánh ơi. trên mạng còn bật hack lên nữa mà. À, thế à, Này thôi bây giờ anh để nhường em mày đi ra đâu xuống trước? sớm đấy, để mà còn gọi là đi phát go book cho anh em nữa. Ấy 10.000 đi phát 20.000 chứ, em quên là 20.000 chứ, còn đi phát go book cho mấy đứa nữa. Đâu, nếu mà mày win là tổng là Rồi. 30.000. Ấy à, trời nhiều quá Ừ. nhờ. Đâu để tôi random Nhiều xem nào. quá, nhiều quá, biết bao nhiêu là cây ru của tôi. Anh em Win quả nhìn. này chắc đi phát cân chục cây ru quá. Tôi thề với em luôn, game này 20 phi cây lý luôn, hơn 20 cây anh em ạ, hơn 20 cây ru. vãi. Quả này À nhờ anh mà em game à, này mình đây, tôi hiện tại là win. ra ra trái này cũng hơi là căng đấy. À, nếu mà anh em nghe hầu nó gáy to chưa? Nếu mà tối anh em mà thấy hấu nó không livestream nó phát rubik là em tự hiểu vấn đề rồi nhá. Thôi anh em, trái của em thì skill nó cũng tạm tạm 5 skill đấy, Skill ghê 5 vậy, skill, 5 skill 5 có skill nghe ghê không, 5 vậy. skill. Ờ tôi À, anh ấy đang coi ấn xem tượng trái chưa của tôi mấy skill xem nào. đấy. Ôi trái Ok của anh em anh ạ. cũng 5 skill em à, mà nó lại còn có cánh nữa cơ Nhờ em à. trái của em nó cũng không có cánh anh ơi, Không một trái cánh của em được cái là không có cánh. Được ha. cái nó không có cánh. Đâu để mày ra trái gì? Đâu qua đây hai anh em cùng sâu nào. Rồi, anh xuống trước đi. Em Đếm đi là em em, muốn xuống trước rồi. cho mày đếm trước đấy. Một, một, hai, ba. Sau đây. Đấy Sai, sai, anh, sai, tôi vẫn sai, ra pha cần anh em ạ. sai, À. Không biết đâu sai. Đấy, ở lộn cái này cái kiếm nhầm nhầm nhầm. rồi. Ai, ai, ai. Không, anh sai rồi đấy, trái này 5 skill rõ ràng nhưng mà tại admin cho qua kinin nó lên đấy. À, Bây cho giờ coi kinh linh à. Awakening lên 5 skill, admin nó mới báo với em, Uầy Awakening em lên 5 ơi, skill. trái của em hình như thiếu aura rồi em ơi. Alo. Alo. Ờ. Ủa? Ủa. Ủa hả? Cái này không có aura này nè, em anh Ôi. à. Thế thì không aura là để đây rồi, đúng bài rồi đây em. Ok. Ơ. Ơ. Cái này không Ồ. có aura nhờ, sao kỳ ta? Ồ. Mấy trái em qua, em mấy trái em cái đâm ông người có aura mà sao trái này không có nhờ? Ừ. Admin chắc là admin nó ngủ quên đây nè, admin nó ngủ À. quên cái gao này nó quên với code cho em á. Oh, Vãi. thế à? Tiếc ơi. Thế thì anh lại lượm của mày 20k Robux à? Ôi trời ơi. Ok. Ok, 20k trừ 10k với anh thì còn 10k chứ. Anh thì nghĩ. chúng ta vẫn tính tổng giá trị là 20k thì anh nhận là được 10k đúng không? Đúng rồi. Thế giải thưởng này em tính gọi là phát cho anh như nào nhỉ? Em ra nhỉ? Anh cứ gọi chủ shop tại CD đi. Kêu À. anh ấy bắn 10k qua cho anh. Trời ơi, anh ấy Bắn cái gì 10k gọi vậy? là trừ lương dưa hấu Chắc vậy, biết làm sao chứ. Nè, sao ba kèo mình thua cây thế nhá, 30k của tôi. ui thôi Ui, hơi nhiều non em cây à. vậy.
Thế anh kêu chữ shop bắn qua cho anh nha. Không biết nào biết Ok. kêu shop trừ lương em mà yên tâm. Rồi, lần sau anh cho mày gỡ. Ui giời, hơi non. Nhưng mà lần này tôi lượm ít rubik thì thôi chắc là tối có ít rubik gọi là giveaway cho anh em. Ui giời, ngon quá. Ok, và cảm ơn hôm nay em đã coi video của tôi nha. Đấy. Và chào và tập tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại em vào các video tiếp theo. Đấy, đây là hấu anh em ạ. Hơi gà anh em ơi. Ơi, cái này hoang các bạn trước khi nó gà nè, anh cho đâm có trái nào ở trên 1M không? Rồi, nè anh thắng nè, mấy trái anh thắng toàn ở dưới 1M không? Nè, có mấy trái em thắng nè. Sương sương Gravity Quest rồi với Num. Nhẹ nhàng anh nói nhỏ nhưng mà anh vẫn thắng 4 trái. Yeah. Cay cay lắm anh em, trái nào nó thắng tôi cũng hơn 1 mét nhưng mà tôi chỉ cần là mấy cái trái cùi cùi thôi là tôi vẫn thắng anh em ạ. À, ơi rồi cay lắm Người ta gan đâm hơn hay lầy mà ông lại gan đâm xuôi hay chiều. Ok và thôi chào tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại vào các video tiếp theo nha. Bye bye anh em, bye bye.